làm gì đó các bạn. Wow, cô ấy đang hâm lươn, một cái bẫy lươn tự chế từ ống tre các bạn. Trong này thì lươn rất là nhiều. Wow, rất là nhiều lươn luôn các bạn, lươn quá chừng lươn luôn các bạn ơi. Trong này thì rất là nhiều lươn luôn, không có cá nhưng mà lươn rất là nhiều các bạn.